Tin chiều mùng 7 tháng 8, Onana tuyên bố gây sốc. De Bruyne có tóc mới, Ancelotti cảnh báo Mbappe. Andre Onana, thủ môn của Manchester United, đã gửi thông điệp đến người hâm mộ về phong cách chơi bóng của mình trong mùa giải tới. Anh nhấn mạnh rằng các cổ động viên cần chuẩn bị tinh thần cho những tình huống mạo hiểm từ anh ở trên sân. Onana cho biết những đội bóng hàng đầu thế giới đều chấp nhận rủi ro. Xây dựng lối chơi từ phía sau và nhận diện các tình huống khi đối thủ áp sát là điều quan trọng. Anh cũng khẳng định hãy chuẩn bị vì mùa giải này sẽ rất khác biệt. Tôi sẽ chấp nhận nhiều rủi ro và tận hưởng nó khi mùa giải bắt đầu. Đó là tôi. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thấy nhiều pha bóng mạo hiểm mùa này vì tôi sẽ chấp nhận nhiều rủi ro. Tôi có thể nói trước với các bạn như vậy. Kevin De Bruyne khiến người hâm mộ bất ngờ khi khoe kiểu tóc mới trong ngày trở lại Manchester City. Tiền vệ 33 tuổi bắt đầu tập luyện cùng câu lạc bộ sau kỳ nghỉ hè kéo dài vì tham gia Euro cùng đội tuyển Bỉ. Trong thời gian nghỉ ngơi, De Bruyne đã vui chơi cùng Virgil van Dijk và tận hưởng kỳ nghỉ với vợ Michelle Lacroix tại Ibiza. Anh cũng ghé tiệm cắt tóc và chọn cho mình một kiểu tóc mới táo bạo. Ngôi sao từng 6 lần vô địch Premier League giờ đây để tóc trải ngược và buộc thành búi nhỏ. Người hâm mộ tin rằng Erling Haaland đã truyền cảm hứng cho kiểu tóc này. William Paco, trung vệ tài năng của Eintracht Frankfurt, đang trên đường tới Paris để gia nhập Paris Saint-Germain. Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Paco sẽ bay tới Paris vào tối nay và dự kiến có mặt tại Pháp trong ngày hôm nay để tiến hành kiểm tra y tế vào thứ Năm. Thương vụ chuyển nhượng này đã được chốt 2 ngày trước với mức phí là 40 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro phụ phí, tùy thuộc vào các điều khoản bổ sung. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Paco khi anh chuẩn bị gia nhập đội bóng hàng đầu Ligue 1 và tham gia vào đội hình đầy tham vọng của Paris Saint-Germain. Los Blancos chuẩn bị bước vào cuộc chiến với Atalanta ở trận tranh siêu cúp châu Âu diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tới. Trước trận đấu, huấn luyện viên Ancelotti cho hay: "Chúng tôi rất vui khi Mbappe ở đây vì cậu ấy có những phẩm chất tuyệt vời và tôi chắc chắn với tính cách của cậu ấy, Mbappe sẽ thích nghi nhanh chóng. Mọi người Real Madrid đều rất vui khi Mbappe ở đây. Người hâm mộ, câu lạc bộ, cầu thủ, đồng đội, huấn luyện viên, tất cả chúng tôi đều rất vui. Chúng tôi chắc chắn Mbappe sẽ làm rất tốt." Tuy nhiên, cùng lúc đó với những nghi ngờ về vị trí của Mbappe và cách anh hòa nhập vào phòng thay đồ với đội hình đầy tài năng, Ancelotti đã cảnh báo Mbappe rằng ngôi sao người Pháp sẽ phải thích nghi với đội bóng này thật tốt như cầu thủ khác đã từng làm. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Chelsea huấn luyện viên Enzo Maresca tiếp tục nhận về một kết quả đáng thất vọng khi để thua Real Madrid với tỷ số 1-2. Đáng chú ý, tiền vệ Enzo Fernandez, người vẫn đang bị FIFA điều tra vì hành động phân biệt chủng tộc cách đây không lâu, đã được trao bằng đội trưởng của The Blue trong hiệp 2 sau khi hậu vệ Rick James rời sân. Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, huấn luyện viên Enzo Maresca tuyên bố rằng cầu thủ 23 tuổi nhận được sự tôn trọng từ các đồng đội. "Cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng, thành thật mà nói. Tôi nghĩ khi chúng tôi thay Rick James, việc cậu ấy trao lại băng đội trưởng cho Enzo Fernandez cho thấy Enzo Fernandez được tôn trọng như thế nào. Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng." Về kế hoạch của Man City khi giao bán Alvarez, ký giả Romano cho hay: "Man City hiện sẽ xem xét các lựa chọn để thay thế Alvarez. Chắc chắn rồi, đó có thể là một tiền đạo, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ cân nhắc cả cầu thủ chạy cánh và thậm chí Man City có thể chơi với một số trí nào khi Erling Haaland không có mặt. Các cuộc đàm phán đang diễn ra trong nội bộ để quyết định động thái tiếp theo. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ xem kết quả của những cuộc thảo luận đó." Sau hai mùa giải chuyển sang khoác áo Manchester United, tiền vệ Anthony dường như vẫn không thể thích nghi với lối chơi giàu thể lực của ngoại hạng Anh. Dù anh được huấn luyện viên Erik ten Hag ưu ái trao cho nhiều cơ hội suốt thời gian qua. Trước sự tiến bộ không ngừng đến từ hai cầu thủ trẻ Amad Diallo và Alejandro Garnacho, cơ hội giành suất đá chính của cầu thủ người Brazil tại nhà hát của những giấc mơ trong mùa giải tới nhiều khả năng sẽ trở nên khó khăn hơn. Theo nguồn tin từ Football Insider, đại diện đang chơi tại giải Saudi Pro League, Al Nassr để ngỏ khả năng ký hợp đồng với Anthony ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, sau khi câu lạc bộ này thất bại trong việc theo đuổi một chân chạy cánh người Brazil khác, Rafinha. Ngoài những breaking news nóng hổi, chúng ta cùng đến với những tin tức khác. Mới đây, cựu huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United Wayne Rooney đã tiết lộ những nỗ lực của bản thân trong việc giảm cân để chuẩn bị cho mùa giải mới. Cựu tiền đạo người Anh hiện tại đang là huấn luyện viên trưởng của Plymouth, một đội bóng ít tiền tuổi. Trong buổi podcast mới nhất có tên là Stick of Football cùng với Gary Neville và Roy Keane, Rooney đã bộc bạch về những khó khăn trong việc giảm cân mỗi giai đoạn tiền mùa giải. "Tôi từng rất ghét khoảng thời gian trước mùa giải bởi tôi thường thừa khoảng 6-7 pound sau mỗi kỳ nghỉ hè. Tôi hay mang xe đạp ra tập thể dục để mong cân nặng của mình được cải thiện. Đêm trước khi cân, tôi sẽ không ăn uống gì cả." Trong trận đấu giữa Arsenal và Leverkusen ngày mai, sẽ có sự góp mặt của Nathan Taylor. Cầu thủ này từng rất thất vọng khi bị Arsenal loại bỏ khỏi học viện ở tuổi 17, chấm dứt giấc mơ chơi bóng cho câu lạc bộ mà anh yêu mến từ nhỏ. Tuy nhiên, sau nhiều khó khăn, anh sẽ trở lại Bắc London với tư cách là nhà vô địch bất bại của Bayer Leverkusen. Ngày mai, Taylor sẽ trở lại sân Emirates khi Arsenal tiếp đón Leverkusen. Anh chia sẻ: "Quay lại Emirates với tư cách nhà vô địch là một cảm giác tuyệt vời. Hiện tại Tela tự hào về thành công của mình và nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và đồng đội tại Leverkusen."
West Ham United đang tính toán cho việc chia tay Kuzuma. Cầu thủ người Anh đã vật lộn với chấn thương đầu gối trong một quãng thời gian khá dài, khiến cho phong độ của anh ở mùa giải vừa qua đã thực sự không ổn. Sự đi xuống của đội trưởng West Ham đồng thời biến họ thành hàng phòng ngự tệ thứ tư giải đấu. Hiện tại Zuma đang có liên hệ mật thiết với một vài câu lạc bộ của Dubai, Sabat Al Ahly. Nếu thực sự chuyển đến, hậu vệ người Pháp sẽ thi đấu bên cạnh một vài cái tên đáng chú ý như cựu sao của Premier League Luka Milinkovic và Messi Iran một thời Shakhtar Osmoun. Newcastle đang tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Guehi từ Crystal Palace với mức phí trên 60 triệu bảng. Nếu vụ chuyển nhượng được thông qua, trung vệ tuyển Anh sẽ là bản hợp đồng kỷ lục của đội chủ sân St James Park. Còn nhớ hồi năm 2021, The Blue đã đẩy Guehi sang Crystal Palace với giá chỉ 18 triệu bảng. Sau hai lần cho mượn thành công tại Swansea, một điều khoản bán lại được thêm vào hợp đồng, nghĩa là Chelsea sẽ bỏ túi 20% lợi nhuận từ việc Palace bán Guehi trong tương lai. Theo tính toán, đội bóng thành London sẽ kiếm được 12 triệu bảng nếu Guehi đầu quân cho Newcastle. Thủ môn trẻ của Arsenal Kane sắp gia nhập Real Valladolid của La Liga theo dạng cho mượn. Đội bóng Tây Ban Nha đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này sau khi Charlton Athletic không thể hoàn tất thương vụ. Kane, 22 tuổi, đã gây ấn tượng mạnh trong 3 trận giao hữu của Arsenal tại Mỹ, đặc biệt là trận gặp Bournemouth khi anh cản phá hai quả phạt đền thành công. Real Valladolid do cựu tiền đạo Brazil Ronaldo sở hữu đã đàm phán với Arsenal mượn Kane để anh có thêm kinh nghiệm thi đấu chính thức. Antonio Rudiger rời Chelsea để đến Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do cách đây 2 năm. Chắc chắn trung vệ này không hối tiếc khi rời Stamford Bridge, với anh đã giành hàng loạt những danh hiệu danh giá cho màu áo Los Blancos. Bằng chứng là tại Real Madrid, Rudiger giành được một số danh hiệu lớn bao gồm Champions League mùa giải trước. Tuy nhiên, cầu thủ người Đức này vẫn chưa quên câu lạc bộ cũ của mình. Sau chiến thắng, anh đã tự cầm về cho riêng mình một vài chiếc áo đấu mới của Chelsea. Ngoài ra, trung vệ người Đức còn có cuộc trò chuyện với Gary Cahill và Ben Chilwell trước khi trở lại phòng thay đồ Real Madrid. Rõ ràng anh vẫn dành nhiều tình cảm cho Chelsea. Trao đổi sau trận thua Real Madrid, huấn luyện viên Enzo Maresca khẳng định Chelsea lại một lần nữa gặp vấn đề vì hàng phòng ngự dâng quá cao. Chiến lược gia người Ý chia sẻ, hôm nay thật khó chịu, một lần nữa, vấn đề nằm ở hàng phòng ngự và khi tôi nói đến hàng thủ, tôi không chỉ muốn nói đến hàng phòng ngự mà là tất cả cầu thủ. Nhìn chung, tour du đấu đã kết thúc và bây giờ thì chúng tôi quay trở lại London, nơi cả đội sẽ thi đấu với Inter Milan và sau đó là trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải. Chúng tôi không cố gắng chơi với hàng phòng ngự dâng cao hơn nữa, đó là thói quen từ năm ngoái hoặc từ nhiều năm trước. Tôi không biết, nhưng chúng tôi đang cố gắng lùi sâu hàng phòng ngự thêm 4 hoặc 5 mét để có lợi thế và tránh khỏi những đường bóng dài ra phía sau. Truyền thông mới đây đã đưa tin Thierry Henry có thể kế nhiệm Didier Deschamps làm huấn luyện viên đội tuyển Pháp trong tương lai. Tin tức này được chính chủ tịch Liên đoàn bóng đá Philippe Diallo tiết lộ sau khi dẫn dắt đội U23 Pháp đạt thành tích ấn tượng tại Thế vận hội, bao gồm chiến thắng 3-1 trước Ai Cập ở bán kết. Henry đã chứng minh được khả năng huấn luyện của mình. Diallo cho biết FFF tin tưởng vào Henry và đang chờ xem kết quả của trận chung kết và giải U23 Châu Âu 2025 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết để tìm kiếm tấm huy chương vàng Olympic thứ 2 sau 40 năm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thú vị trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau ở những bản tin sáng trưa chiều ở mọi ngày. Hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức nóng hổi nào trong ngày khi theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn và đừng quên nhấn like cho video nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.